Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về bàn cờ quân sự trên thế giới ngày hôm nay thì người ta đang tập trung vào câu chuyện của Niger cùng Ukraine. Về câu chuyện của Niger ngày hôm nay thì Mỹ không công khai về việc hỗ trợ, ủng hộ cho cộng đồng ECOWAS can thiệp quân sự vào Niger. Nhưng riêng Pháp và châu Âu thì lại công khai ủng hộ cái điều đấy. Và châu Âu thì đã áp đặt các lệnh trừng phạt và đang hào hứng với những cái lệnh trừng phạt đang có hữu dụng. Mà cái hữu dụng từ các lệnh trừng phạt của EU là tác động trực tiếp tới dân thường ở tại Niger. Đây vẫn là một trong chiêu bài để cho cộng đồng nhân dân Niger nổi dậy và phản đối phe đảo chính. Nhưng với chương trình này, khi mà quần chúng nhân dân đã đứng về với phe đảo chính rồi thì tất cả những lệnh trừng phạt của phương Tây không bao giờ làm khó cho Niger được, vì phần còn lại của thế giới sẽ hỗ trợ cứu trợ cho Niger, sẽ cứu trợ Niger. Còn cộng đồng ECOWAS thì cũng đã thông qua về kịch bản là sẵn sàng can thiệp quân sự vào Niger. Ngày hôm nay Mỹ tuy không có trực tiếp ủng hộ cho cộng đồng ECOWAS, nhưng với một thông điệp thì một thông điệp đến từ ông Lincoln ấy, thì bản thân Mỹ đang mở cờ cho ECOWAS can thiệp quân sự vào Niger. Đây là một hành động bày đàn của phương Tây, nhưng chỉ để bảo vệ duy nhất chính quyền ông Barrou, chỉ để bảo vệ duy nhất chính quyền Barrou mà không bảo vệ quyền lợi của quần chúng nhân dân Niger mới là yếu tố mà chúng ta đáng bàn luận. Mỹ kêu gọi khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger. Ngoại trưởng Mỹ Lincoln ấy, nhấn mạnh là Mỹ cùng cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi, ECOWAS, kêu gọi khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger. Đây chính là hành động mà bản thân Hoa Kỳ đã bật đèn xanh và ủng hộ cho việc can thiệp quân sự. Theo Ngoại trưởng Lincoln thì Mỹ tôn trọng quyết tâm của của cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi trong việc tìm kiếm các cách thức nhằm giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng tại Niger. Ngoại trưởng Lincoln nhấn mạnh rằng dân chủ là nền tảng tốt nhất cho phát triển, gắn kết xã hội và ổn định ở tại Niger, và Mỹ sát cánh cùng người dân nước này nhằm đạt được các mục tiêu trên. Mỹ sát cánh cùng với nhân dân Niger thì cần phải lắng nghe ý kiến của nhân dân Niger, chứ không phải là bảo vệ duy nhất chính quyền tay sai. Nghe phương Tây tập thể và các quan chức phương Tây tập thể nói về câu chuyện của Niger ngày hôm nay, chúng ta lại càng thấy về bản chất bày đàn, đạo đức giả, tuyên truyền dối trá. Họ hoàn toàn không lắng nghe ý kiến của người dân một chút nào cả, nhưng cứ phải hô hào dân chủ, nền dân chủ là tuyệt vời. Cùng với cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi thì Mỹ lên án việc bắt giữ trái phép Tổng thống Barrou. Vậy thế nào mới là phải phép? Đối Hoa Kỳ thế nào mới là phải phép? Quần chúng nhân dân cùng phe đảo chính hoàn toàn không ủng hộ chính quyền Barrou mà. Vậy thì với ông Lincoln thì như thế nào mới là phải phép? Gia đình ông ta và các thành viên chính phủ đồng thời kêu gọi trả tự do cho họ ngay lập tức. Mỹ cho rằng là Hội đồng Bảo vệ Tổ quốc phải chịu trách nhiệm về sự an toàn và an ninh cho Tổng thống Barrou, gia đình của ông và các thành viên của chính phủ bị bắt giữ. Hoa Kỳ đang thể hiện là ông chủ, ra mệnh lệnh cho cấp dưới. Nhưng đây là một dân tộc có chủ quyền, họ không tiếp tục chấp nhận sống trong cảnh thực dân nữa. Và tôi cũng đã bình luận cùng quý vị anh chị bạn là khi ở tại Niger, quần chúng nhân dân đã nổi dậy cùng phe đảo chính, ủng hộ cho phe đảo chính, thì mọi thứ đã được sắp đặt từ bên ngoài vào bên trong để chống lại quyền bá chủ của phương Tây, chống lại cái chế độ thực dân của phương Tây. Về câu chuyện của Niger, chúng ta biết rằng khi xảy ra câu chuyện hiện tại thì nó ảnh hưởng rất lớn tới quyền lợi của phương Tây về khai thác tài nguyên thiên nhiên. Nó không chỉ đơn thuần ở Niger không đâu, mà nó sẽ tạo ra vết dầu loang ở trên toàn bộ cộng đồng Tây Phi nữa. Một trật tự thế giới mới đang được nổi dậy, đang được mở ra, và đây là cơ hội cho toàn bộ châu Phi nói riêng và phần còn lại của thế giới nói chung để cùng nhau đoàn kết tạo dựng sức mạnh
kết liễu thế giới đơn cực do Mỹ chi phối. Như là câu chuyện ở tại Ukraine, sau hơn 17 tháng và bước sang tháng thứ 18, cả phương Tây tập thể đã sử dụng đòn trừng phạt chưa từng có áp lên Nga, hỗ trợ toàn diện cho Ukraine. Nhưng mà sau 18 tháng chúng ta thấy điều gì? Chúng ta thấy sự tan tác của một Ukraine. Chúng ta thấy quần chúng nhân dân bất mãn với chính quyền. Chúng ta thấy chính quyền, quân đội của Ukraine đi bắt lính chứ không phải sự tự nguyện của người dân. Chúng ta thấy một thân tàn ma dại trong các cuộc phản công. Và chúng ta đều thấy phương Tây tập thể tiếp tục tuyên truyền dối trá về sự kiện, về cái xung đột ở tại Ukraine. Và chính quyền Ukraine thì ngày càng đưa ra các thông điệp cực đoan hơn, là kiên quyết chống lại Nga tới cùng. Và tất cả mọi thông điệp của chính quyền Kiev đều gắn liền với việc xin donate, ăn xin từ phương Tây. Ukraine tuyên bố sẽ không bao giờ đàm phán với lại Tổng thống Putin. Không bao giờ đàm phán Tổng thống Putin. Câu chuyện tuyên bố là không bao giờ đàm phán Tổng thống Putin. Vũ Quang đã bình luận rằng đây là một chính sách để gây sức ép và nỗi sợ hãi cho quần chúng nhân dân Nga. Điều mà phương Tây vẫn tin tưởng sử dụng các phương thức này thì có thể khiến cho quần chúng nhân dân Nga không thể chịu đựng được cuộc xung đột tiếp tục diễn ra và người thân của họ đang phải chiến đấu ngoài chiến trường. Và họ sẽ kéo xuống đường phản đối chính quyền ngài Putin. Nhưng mà nhân dân Nga là một dân tộc có bề dày lịch sử yêu nước và họ đều hiểu chính sách của phương Tây tập thể là không muốn Liên bang Nga tồn tại, không muốn dân tộc Nga tiếp tục tồn tại phát triển. Phương Tây tập thể chỉ muốn sử dụng kế hoạch để ăn cắp tài nguyên thiên nhiên của Nga và thực hiện con đường đô la hóa toàn cầu. Vậy trước tình thế sức ép của phương Tây thì không có một lý do gì mà nhân dân Nga lại không đoàn kết và ủng hộ cho chiến dịch. Trước cái tuyên bố của chính quyền Kiev là không bao giờ đàm phán với ngài Putin mà chỉ đàm phán với Nga khi mà đất nước Nga có một chính quyền mới, có một nhà lãnh đạo mới mà không phải là ngài Putin, thì Nga đưa ra một thông điệp có thể sắp thực hiện cuộc phản công toàn diện, được gọi là tổng tiến công đấy. Chương trình tổng tiến công này chỉ diễn ra khi lực lượng Ukraine đã bị suy yếu, nguồn cung khí tài phương Tây đã cạn kiệt. Lúc đó Nga sẽ mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt và thực hiện đòn tổng tiến công. Và tất cả các chính sách của phương Tây tập thể cùng Ukraine ngày hôm nay đang đẩy Nga tới cái quyết định như vậy. Và đến khi Nga mà đưa ra quyết định như vậy thì bản thân Ukraine cùng phương Tây tập thể sẽ không còn cơ hội để bước vào đàm phán nữa. Lúc đó việc đàm phán sẽ là xa xỉ. Quan chức của chính quyền ly khai tại Donetsk cho biết lực lượng Nga chuẩn bị tung ra một đòn tấn công quyết định nhằm vào quân đội Ukraine ở một số mặt trận chính. Trong khi quân đội Ukraine chưa thể thành công với cuộc phản công đã kéo dài hơn 2 tháng, lực lượng Nga được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực mang tính quyết định ở mặt trận Donetsk, Lugansk và Kherson. Ngoài ra ở hướng Kharkov, Nga cũng đang tích cực tấn công sâu vào vùng lãnh thổ của Kharkov và lực lượng Ukraine đang phải vội vàng di tản người dân. Thông tin về việc quân đội Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực được tiết lộ bởi trợ lý của ông đó là Putin, người đứng đầu chính quyền ly khai của Donetsk. Ông Garin không nêu cụ thể là tuy nhiên này. Các vị trí tiền tuyến của Nga gần đây đã được tăng cường đáng kể. Trong khi đó, hầu hết các lực lượng dự bị của quân đội Ukraine đều bị đẩy lùi và điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc Nga bắt đầu các chiến dịch tấn công. Nhiều khả năng trong tâm chính của cuộc tấn công lần này là giành quyền kiểm soát Donetsk, Lugansk và kiểm soát hai vùng này sẽ giúp Nga chặn được pháo kích thường xuyên nhắm vào các thành phố. Cái việc mà kiểm soát hoàn toàn Donetsk, Lugansk, Zaporizhia cùng Kherson chưa phải là kế hoạch hiện tại của Ukraine, của Liên bang Nga. Vũ Quang luôn nhìn nhận đây vẫn là mặt trận để kìm chân Ukraine và tiêu hao lực lượng vũ trang Ukraine.
Nga sẽ kéo giãn đội hình của lực lượng vũ trang Ukraine. Kéo giãn đội hình. Sau khi kéo giãn được đội hình rồi, thì bản thân Ukraine, Liên bang Nga mới thực hiện là tiêu hao sinh lực cùng với khí tài và thực hiện đòn tổng tiến công. Lúc đó nó mới có hiệu quả. Thế thì trước cái tình thế mà Ukraine đang thảm bại trên chiến trường và đưa ra thông điệp là không bao giờ đàm phán ngài Putin, thì một thông tin được hé lộ nói rằng là đội tinh nhuệ của Ukraine đang nằm vùng ở tại Nga. Theo báo cáo mới đây thì lực lượng đặc nhiệm thuộc đại đội tinh nhuệ của Ukraine được cho là đang hoạt động bên trong lãnh thổ Nga để nhắm tới một số chỉ huy cấp cao của Moscow. Tưởng làm gì hóa ra lực lượng tinh nhuệ ở tại Liên bang Nga để nhắm vào những lực lượng những sĩ quan quân đội cũng như tướng lĩnh và quan chức của chính quyền Nhật, chính quyền Điện Kremlin. với cái thông điệp này thì nó cũng chỉ là một thông điệp gây áp lực cho quan chức của Nga cùng với lại quần chúng nhân dân của Nga. Chứ về tiềm lực và nguồn nhân lực của Ukraine hiện tại không có cơ hội để làm bất kể một điều gì trên lãnh thổ của Liên bang Nga. Chúng tôi đã gia tăng số lượng mục tiêu là nhiệm vụ nhắm vào người hoặc là mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như các tòa nhà nơi một vị tướng hoặc là ai đó tương tự đang ở tại đó nước Nga. Một trung sĩ Ukraine nói với lại New York Times, chiến binh trong đại đội này đã vượt qua biên giới Nga để tấn công các căn cứ không quân và các chỉ huy quân đội cấp cao của Nga. Một nhà bình luận chia sẻ với New York Times viết trên Twitter. Đại đội tinh nhuệ của Ukraine được cho là đang làm nhiệm vụ chống lại quân đội Nga trong suốt một thập niên qua. Thủ lĩnh của đại đội, người đã nói trên một chương trình của báo chí trong tháng 7 vừa qua. Về cái câu chuyện và các đội đặc nhiệm rồi thì tới tình báo có mặt ở mỗi một quốc gia thì điều đấy hoàn toàn là bình thường. Nhưng cái điều quan trọng là lực lượng vũ trang Ukraine có thể thực hiện được phá hoại. Thực hiện phá hoại thông qua chương trình đó là khủng bố. Vậy thì câu chuyện phá hoại khủng bố, dù bản thân Ukraine, Liên bang Nga có thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt hay không thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt, thì việc làm này Ukraine vẫn cứ thực hiện. Vậy chính cái thông tin mà nói rằng đại đội đặc tinh nhuệ của Ukraine đang hoạt động ở tại Liên bang Nga, thì việc Nga cần thống nhất dân tộc lại là một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết hơn bao giờ hết. Cần thiết hơn bao giờ hết. Càng có động thái phá hoại thì Nga lại càng cần phải thống nhất dân tộc. Về cán cân quyền lực thì Hoa Kỳ khó có thể đỡ đòn được cho Ukraine. Khó thể đỡ đòn được cho Ukraine. Phương Tây tập thể không thể hỗ trợ cho Ukraine được nữa. Đó. Trong khi đó tình hình ở sườn đông NATO thì rất căng thẳng giữa Ba Lan cùng Beirut và lực lượng Wagner. Thì quốc gia NATO tính triển khai 10.000 quân tới biên giới để đe dọa đồng minh ruột của Nga là Beirut. Bộ trưởng Quốc phòng của Ba Lan ấy, đang điều động lực lượng quân đội của mình để đe dọa Beirut. 10.000 binh sĩ áp sát biên giới của Beirut đòi đe dọa được. Bản thân Ba Lan mới là người đang bị lực lượng Wagner đe dọa. Bộ trưởng Quốc phòng của Ba Lan cho biết là Ba Lan chuẩn bị triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới biên giới của Beirut trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực. Phát biểu với đài phát thanh, Bộ trưởng tuyên bố rằng là chúng tôi đang di chuyển quân đội đến gần biên giới Beirut để đe dọa kẻ xâm lược không dám tấn công chúng tôi. Bộ trưởng nói thêm rằng an ninh trong khu vực sẽ được củng cố bởi 10.000 binh sĩ, trong đó 4.000 người được giao nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ bộ đội biên phòng và 6.000 người khác đó là dự bị. Nhận xét của ông được đưa ra ngay sau khi Bộ Quốc phòng của Ba Lan chấp thuận yêu cầu của các quan chức biên giới gửi thêm 1.000 binh sĩ tới khu vực. Sau đó, chính quyền Ba Lan đổi ý quyết định là tăng quân số lên 2.000 người. Động thái này chỉ khẳng định là phương Tây tập thể đang bắt đầu dén trước các hành động của lực lượng Wagner. Chính bản thân phương Tây tập thể đang thể hiện điều đó. Mà bản thân Mỹ thì đang thể hiện sự mất ảnh hưởng của mình trước đó là Sườn Đông. Bình thường Sườn Đông là cán cân để đe dọa Nga, thì bây giờ Sườn Đông bỗng dưng bị Nga áp chế ngược trở lại. Mà xung đột ở tại Ukraine
buộc phải kéo giãn đội hình về phía Bắc của Ukraine, mà miền Tây của Ukraine cũng đang bị đe dọa, miền Nam đang bị đe dọa, miền Đông bị đe dọa. Đến khi tất cả các mũi tấn công thực hiện đòn tổng tiến công thì Ukraine có lẽ chỉ còn một cửa duy nhất là giơ cờ trắng để đầu hàng. Các vấn đề đối với phương Tây ngày hôm nay bao gồm ngoại giao, kinh tế, năng lượng, lương thực, và các đồng minh chủ chốt đang rời bỏ phương Tây tập thể để đi theo không gian thế giới đa cực. Tất cả những nhiệm vụ, tất cả những việc mà phương Tây đang đối mặt đều là những việc lớn để kết thúc thế giới đơn cực và tạo đà thuận lợi cho thế giới đa cực. Đó là con đường tiến tới một thế giới hòa bình toàn diện. Sự hiện diện của một phương Tây tập thể nó chỉ mang lại sự đau khổ nhân loại. Nơi nào mà được Hoa Kỳ ban phát nền dân chủ thì nơi đó có khủng bố, có đảo chính, nơi đó có đói nghèo và màn trời chiếu đất, có bom rơi đạn lạc. Ngay như việc hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, chính quyền Mỹ sẵn sàng thà người dân Ukraine, dân thường Ukraine chết còn hơn để Nga chiến thắng cơ mà. Họ đâu quan tâm đến cuộc sống người dân đâu. Và vấn đề ở tại Niger ngày hôm nay cũng tương tự như vậy. Họ sẵn sàng đàn áp nhân dân nhưng không chấp nhận thay đổi thể chế hiện tại ở Niger. Mặc dù họ vẫn nói về dân chủ là nền tảng tuyệt vời nhất để phát triển. Nhưng nền tảng dân chủ ở tại châu Phi nó có cả trăm năm nay rồi. Nó đâu có phát triển đâu mà chỉ có nghèo đói. Chỉ có nghèo đói. Trong tháng 8 và những tháng tiếp theo sẽ là giai đoạn cam go khó khăn đối với phương Tây tập thể, vì thời gian không dành cho phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine về nguồn lực cũng như nhân lực nữa. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi chương trình bình luận của Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.